Chào các bạn nhé. Bếp đơn thương hiệu Electrolux vỡ kính. Lỗi ở dưới đây để xem nó hỏng gì để mình sửa nhá. Có một cái bàn thờ điện cơ, bạn ấy mang cho mình bếp Đức này, bếp Roewecker này, đôi này, hai bếp đôi đấy này, với một đống bếp đơn. Bếp đơn này trong nó có cái bếp đơn này thì bạn ấy điện, chắc là khách đang giục bạn ấy, hay là bạn ấy điện cho mình bảo nhờ anh kiểm tra sửa cái này trước. Khổ hết đấy các bạn ạ. À, đôi khi là khách vỡ này nhưng khách đang cần nên chúng ta phải ấy thôi. Mình chưa rõ bị gì, mình cứ cắm điện thử nhá. Nhưng vẫn nên nguồn nhá. On này. Nên buổi trưa nay sẽ sửa một vài cái này. Không thấy kêu tít tít của không nhận nồi gì cả. Đặt nó lên này. Chả gì cả. Mọi người ạ. Cả ra những con này nó phải có dưa le, nó kêu tạch xong chạy cơ. À, hình như ấn fly sao ấy. Đúng rồi. Đúng rồi, con này ấn fly nó kêu tạch tạch không nhận nồi. Có một đời nó như thế nha mọi người nhá. Ấn này, chọn chế độ nấu này, tăng giảm ok này. Nhá, như muốn chạy ấy, là phải ấn fly. Đó. 2 giờ. Đặt nồi lên này. Mình chỉ nghe tiếng tạch tạch và tít tít thôi. Như vậy nó không nhận nồi và quả nó không chạy. Ban của nó là như vậy nhá. Đã tháo được hết ốc nhá. À, như vậy là họ đã từng dán phía dưới các bạn ạ, cũng ok thôi, kệ thôi. Những cái nhà bác nào mà dùng bếp từ này mà bị lứt kính như này mà vẫn dùng nhá các bạn nhá, thì khi dùng thì chúng ta để một cái tờ báo lên đây này, tờ giấy báo lên trên này, để khi dẫn nước nó trào ra nó vẫn ngấm một cái tờ báo đấy, thì nó sẽ ngấm xuống, không ngấm xuống dưới này thì nó sẽ vẫn chạy được ok nhé, để tăng được cái sự an toàn cho các bo mạch. Úi rồi ôi, phần dán dã man, kệ đây, bấm được cứ kệ nha. Thì nó kêu tạch tạch như thế thì các bạn không nghe được, nhưng mà mình nghe được ấy, là nó kêu tạch tạch thì mình bảo đoán phán đoán ấy, là xung đã tới được chân G của IGBT rồi. Nhưng mà cái mạch nhận nồi là lấy điện áp rơi trên hai cầu phần áp để về vi xử lý, về IC là rang không nhận được chẳng hạn, thì nó sẽ không nhận nồi và con này khả năng phải chạy, có nhận nồi thì quạt mới chạy các bạn ạ. Đấy là phán đoán của mình các bạn nhé. Còn nếu mình không nghe tiếng tạch tạch ấy, thì là có khi lại xung chưa đến được chân G IGBT, hoặc IGBT chết chập GE thì cũng không mở tí nào, nhưng đây mình đoán là nó đã mở một tí rồi. Đây là các phán đoán để tìm ra ban bệnh nhé các bạn ạ. Sửa bếp từ nhiều cũng như chúng ta sửa máy hàn điện tử nhiều, cũng như người ta sửa tivi nhiều ấy, người ta nghe được, người ta bắt được lỗi là như vậy các bạn ạ. Nghe được cái tình trạng để chúng ta phán đoán được cái vùng nào nó hỏng để sửa chữa nó dễ dàng hơn nhé. Đây dầu rơi đây rồi này. Trẻ con H30R1353 nhé. H30R1353 nhé. À, như vậy là đã có người động rồi mọi người ạ. À, đây là chính bạn này sửa nhưng mà không ra ban với em tới mình ý, bởi bạn ấy cũng là thợ mà. Mình sẽ quan tâm đến hai cái đường nhận nồi này. Đó, chúng ta sẽ thấy này, điện trở này có tháo ra này, có tháo ra này. 2024. Ôi dồi ôi, con này thay không đúng thì mình không biết là con này là con nào ấy, khổ lắm. Phải thay đúng rồi, thay không đúng thì bây giờ mình cứ đo thử nhá. Sửa con này để sửa một vài con nữa luôn. Chắc là ngày nghỉ họ đang cần bếp họ dùng. Mình cứ ghi điện. Nhưng là chả kêu nữa, bởi vì là không cắm vào cái vỉ này. Kệ thôi nhá. Và đây là chân EIGBT là mát đi nhá. Thì đây là chân C, chắc là 300V này. Đó nhá. Thì đây là chân C đi tới cầu phân áp, đi đến đây. Sau đó tiếp tục đi tới rất nhiều điện trở nữa, đi tới chỗ này là còn 1,6V nhá. Rồi vòng 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 đấy các bạn ạ. Rồi cái cầu phân áp đường 300V đường B cộng này, đi tới chỗ này xem nào. 0V ban ở đây luôn nhá. Không có vôn nào cả. Không có vôn nào cả. Có vôn ở đây. Như vậy là đứt cái con điện trở, người ta tháo ra này.
biết là có đụng chạm lên linh tinh mình rửa đã để mình xem nó là tên là con gì. Bây giờ cần phải biết tên và bây giờ phải ăn đi theo cái lối mòn của người ta, nên người ta thay sai thì mình cũng bị thay sai, bởi vì mình làm gì biết zin mà nó là con gì đâu. Đấy, mình nghe được tiếng tạch tạch đấy các bạn ạ. Và mình đo chúng ta thấy là nó đang bị mất đường đi áp B cộng nhá các bạn nhá. Mình đọc cho mọi người thôi nhá. Con này là 2403, tức là 240k. 2403 240k tiếp. 2403 240k tiếp. Con này thì này 2024 thật. Trời ơi. Lấy cũng đúng điện trở rồi nhá. Con này cũng là không phải 2024. Mà đúng là 2024 thật đấy mà. Nhưng con tiếp theo này thì là con này và con này chỉ số giống hệt nhau. 2402. Con này thì là 2024. Trời ơi là giời. Ôi giời, mà hết cả mắt thì đọc cái đồ lũ điện trở này các bạn ạ. Nhưng con này là con zin này, nên do đó mình đang đoán là cái con điện trở bé này với con điện trở bé này là cùng chỉ số nhau các bạn ạ. Nên này là mình cái kênh nó ra mình đo thử nha. Mình kênh ra mình đo thử, mình thấy nó đang chết mà chả phải nó chết ấy, nó đang như là đang không bám ở đây ấy. Người ta đụng đến nó không bám ở đây sao này. Đấy, có bám đâu. Để xem nó là con gì nhá. Để lên chỗ nào bây giờ nhỉ? Để lên Vũ Kiên này đi nha. Để lên Vũ Kiên này. Đấy, bây giờ mình có quả đo đồng hồ kẹp đo này, nó xịn lắm các bạn ạ. Đo nó xịn hơn, mọi người nhìn rõ hơn. Đấy, như vậy là con này đang là 61 kg, 61,8 kg nhé. Hơi điện trở tên số là 20, đúng là 2024 đây. Mà này đo lại lạ thế các bạn ạ. Theo con này, đấy, con này 24 kV đúng luôn các bạn nhé. Bởi vì mình đọc là 2402 mà. Thì có khả năng con chết này cũng thế, nhưng bạn này đã lấy cái con này ở đâu ra mà sao lại đo nó này, đọc lại không đúng như thế nhỉ. Các bạn chờ mình làm sạch hai chân của nó để mình đo lại nhé. Con kia là đúng rồi đấy. Như vậy là mình đang phán đoán là con này là 24K nhé. Tức là nó có vài con điện trở to đằng trước, phân áp trước, sau đó nó mới đi qua một điện trở bé này các bạn ạ. Và cái như là nó bị cháy ấy. Nó bị cháy một bên này này, nên dưới đó chỉ số của nó không chuẩn nữa. Đây đo lại nhá, mọi người vẫn nhìn được chỗ open đấy nhá. Đấy, 24K nhưng mà đang đọc đo đang lên tận 61K nhá. Nhưng mà rõ ràng mình nhìn đúng là 2024 thật mà. Còn 2402 mình đọc được ngay các bạn ạ. Tóm lại thay con 24K vào đấy rồi tính tiếp nhá. Thấy con đấy chết thì cứ thay con đấy ra, còn những cái con khác kệ các bạn ạ. Đây là như đo có thể cho khi đã đứt đoạn ở đây rồi thì mình có thể đo những con khác cho các bạn được ngay này. Như con này là 240K này. Đấy, đo được là 239 nhá. Tiếp theo này. Cũng thế này. Đấy, cũng 240K nhá. 240K nha. Còn con bên này khả năng đo sẽ sai này. Con này thì là 2473. Ôi dồi ôi. Thường ấy, mình đã chia sẻ cho mọi người rồi là khi các bạn đo SMD này ấy, là các bạn có phải có một con dao các bạn ạ. Các bạn cắt nó đi này, này. Cắt nó hết này đây này để cô lập, không khác gì tháo ra hả. Còn các bạn đo nó ok thì bắt đầu các bạn sẽ lắp lại các bạn nhá. Còn đâu nếu mà các bạn không cắt cô lập phải đo sẽ sai đấy. Như con này là mình đang nhìn thấy là 2473, lạ thế. Nên đo được là 239 là 240. À, như vậy nó là 2403
nhưng họ đã hàn lại rồi, cái số 0 nó đang bị mờ đây này, mình không nói điêu đâu nhá. Mình nhìn mình thấy thế nhá các bạn nhá. Đây, cố gắng cho mọi người xem này. Đây nhá. 2403 đấy, nhưng mà chúng ta đã nhìn cái số 0 như là số 7 ấy nhá các bạn nhá. Đó, nó bị như thế đấy. Nhưng do đó mà khả năng là đây là 2403, 2403, còn đây là 1203. Đọc. Người ta động đến nhiệt thế là nó bị không chuẩn nữa, nhưng mà mình đo thấy vẫn thế thì vẫn ok nhá. 24k mà. À, 240k. Còn con này chỉ là 120k thôi. Đó. Tiếp theo 120k nữa. Mọi người không nhìn được, quên mất đấy, mình đang nhìn thôi. Đấy, 120k đó là 119 đấy. 120k, con này nó đo nhanh vãi cả ra luôn đấy. Nhanh hơn con Victor VC97 luôn. Kèo phát ra đo được luôn. Tiếp này. Khi không dính thì nó không đo được. Nó chả dính các bạn ạ. Nó có kèo mà. Đo từ đây đến đây đi, à đo từ chân này đến chân này đi. Đấy. 240 đo là 235 này. Ok đó, thay con kia thôi, nhưng mà kiếm con hơi lẻ để mình tìm nữa nhá. Cái bo vết từ này có một con 24k này. Chân cắm này. Nó ghi chữ 24k to tướng này. Đó, đúng luôn nhá. 24k nhá. Thay luôn. Như vậy là chúng ta sẽ lấy sửa chữa điện tử. Và các bạn xem một kênh của mình, các bạn sẽ thấy là điện trở thay lõi xi ngậu lên chứ chả cần gì cả. Và mình khẳng định các bạn mà đang lên nó là điện trở SMD mà các bạn thay điện trở chân cắm này thì nó bền lắm các bạn nhé, nó bền như con mình thay ấy. Còn nó chết con khác thì mình không chịu trách nhiệm. Cắt chỗ này đi rồi không nó bị chạm vào chân đây. Nhà sản xuất họ cũng chơi củ chuối thế nhỉ. Bọn điện trở phía trên thì chịu áp thì bắt đầu hạ xuống, rồi sau phía dưới lại bé dần, nó lại chả dùng cái to luôn, to hết từ trên xuống dưới luôn. Tính toán dã man thật, từng ly từng tí một. Như vậy là con này chúng ta sẽ thấy là khi các bạn bật mà các bạn không ấn fly là nó không chạy ra đâu nhá mọi người nhá. Chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi thiết kế phần mềm nó sẽ là khác nhau và chúng ta phải am hiểu về nó, chứ không thì chúng ta chả biết chạy, chả biết dùng nó. Cắm điện nhá. Đấy, vật này mát ở đây đi. Và bây giờ này, vừa nãy ở đây mất áp nhá, bây giờ thì sẽ có áp chưa. Đấy, có 1V9 rồi nhá. Bên này thì 1V6 nhá, chân C trên bên cộng 1V9 kệ thôi. Ok, chắc là con điện trở kia tăng chỉ số nên con bếp này bị lỗi như thế. Nhưng cái bạn kia thì có khi nhiều bạn không đọc của cái điện trở. Nhiều người lắm, nhiều người xem kênh này cứ bảo là linh kiện con điện trở chân cắm này bị chân dán này bị hỏng mà thay linh kiện con chân cắm vào được không. Thực ra mình đã nói rất nhiều trên kênh rồi nhưng mà không phải ai cũng nghe được những lời mình nói ngày xưa. Mình bảo thay được nhưng nhiều người có nghe được, có xem được cái video mình nói là thay được đâu các bạn, nên do đó mà họ cũng không biết được. Mình test thử đã ok, bắt đầu mình sẽ lắp hoàn thiện ra sau. Lô mấy con biết từ đơn này của bạn này luôn. Vừa có một con Robemaster hay thật đấy. Con Robemaster mình sửa bếp Robemaster rất nhiều nhưng mà đa số là Robemaster nó nắp lỗi, tức là đặt trên bàn này được này, nhưng mà có Robemaster nó này nắp âm được. Đấy, đúng là hãng nó thay đổi, hãng nó thiết kế liên tục thay đổi mà. Để bắt đầu thử nhá. Rồi, tắt điện đi cho mọi người nhìn được cái màn hình nhá. On này. Lẩu này, fly này,
Đấy, tít tít nghe được tiếng tạch tạch to lắm. Ôi ui ôi ui ôi. Cái này chết 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 đâu. Phát xung kinh này á. Các bạn. Phát xung này liệu có lỗi IGBT không các bạn? Lại chả bật được nữa rồi. Chả hiểu luôn. Kệ đó, xem thế nào. Ui dồi ôi. Kinh khủng, như là nó chập luôn đấy. Thôi cứ kệ nhá, mình cắm thử nhá. Nó chết chết thì nó lỗ công suất thôi các bạn nhá. Có lẽ là do trình phát xung của cái con này nó thế đấy. On này, on này, bụp không nào, chả bụp gì luôn, nhả nồi luôn. Đấy, quạt chạy rồi. Hết cỡ đây. Đấy, chín A luôn mọi người ạ. Chín A luôn các bạn nhá. Thôi, phần công suất của nó vẫn zin bản kệ nó thôi các bạn nhá. Không chạy đâu. Fly mới chạy nhá. Kết thúc một con, chuyển sang con nữa nhá. Bếp Ha Chim Su các bạn ạ. Ha Chi Mitsu Inventor đây lớn nhìn đẹp và to dày. Bếp lẩu nó phải to này, này. Để nó đi cắm điện cá xem thế nào. Nhựa chắc chắn ghê. Đấy, vẫn có nguồn lên tủ 5 mi thôi. Có lợn nhận nồi này các bạn. Cắm trực tiếp xem thế nào. On nha. Có bắt nồi kia. Nhưng ăn nồi ăn dòng. Ôi rồi. 8A. Ok chứ. Như vậy là con này bị lỗi gì đây? Mở đẹp đi sửa các bạn. Chạy bình thường mà. Kiểm tra xem nó thế nào nhé. Tủ 5 mi hay tủ mấy mi đây nhỉ? Tủ 8 mi, tủ cộng hưởng đấy. Bếp xỉn lắm. Phần dán. Nhưng mà con này như đã từng sửa công suất. À không, nó vẫn còn zin nguyên cái cầu chì đây thì mình thấy đã từng IGBT đã từng động các bạn ạ. IG từng động. N5531 cũng đã từng đụng. Đó là cái bạn này sửa, cái bạn này cứ sửa không được, chả bảo mình báo lỗi bị lỗi cái gì. Con này thì mình cũng sẽ làm kiểm tra IGBT nó tốt không này. Rồi hạ dòng xuống cho nó bền các bạn ạ. Có lẽ là đôi khi là bạn ấy sửa xong về nó chạy quá nhiệt chẳng hạn, nó ăn dòng lớn quá, IGBT nó nóng quá, nó ngắt hay là người ta lại đã chả sửa ấy được ấy. Không bảo mình là lỗi gì, nó hơi lằng nhằng. Cứ bảo ông bố ông ấy để trở xuống này. Ông bố là như ô xin của con ấy. Cái này xỉn dỉ lắm. Như cái lúc nguồn này như này mà nó dỉ ra là chả bấm được cái nguồn này. Xem cấu hình nó đã. Xem con IGBT xem có ngon không ấy. IGBT lẩm. Mình nhìn có vẻ như là đã đụng đến IGBT. Đây là như con ốc ở đây là chả còn này các bạn. Đốc giữ chỗ này này. Để xem con IGBT này là con IGBT gì. H20R1203 thì cũng được các bạn. Cũng ok. Mọi người ạ. Xem con như con chở này xem nó có cháy không. Đen xì như này. Chân như này. Tám trăm hai mươi k của nhận nồi đấy. Tám trăm hai mươi k mà đo lại thành thấp thế này á các bạn. Đây này các bạn. 820k nhá, mình đọc được như thế nhá. À đấy, được đúng chuẩn. 820 đo được 816 được, ok. Giảm bớt dòng ăn. Rồi. Chả.
Nó có hai tụ 5mm là 10mm tụ lọc nguồn DC nhá. Tụ cộng hưởng thì chỉ là 0,3 thôi. Mình giảm xuống 8A đi nhá. Con này mình cảm giác như là người trước họ đã sửa công suất nhưng mà đang để ăn dòng cao quá. Dẫn tới là nó bị báo quá nhiệt hay sao ấy, nên mình đang bôi keo tản nhiệt các thứ, tất cả mọi thứ, sau đó mình sẽ giảm dòng lên suốt VR như đang đã bị như thế này. Nhiều thợ họ không có cái kiểm soát dòng đâu, nên đôi khi là sửa xong là không biết được nào, là đôi khi là không biết ăn dòng bao nhiêu ấy. Dẫn tới là nó về nó báo quá nhiệt. Con ốc này chẳng có vừa không? Trượt rồi, những con ốc khác. Con này cho nó to. Đấy. Hết tản nhiệt, ok. Bạn VR thôi. Em VR đâu có tiếp không? VR trông như thế thôi, nhưng vẫn là VR501 thôi nha các bạn nhé. VR đang ở rất cao luôn, tầm 400 ohm các bạn ạ. Đây này, thường là bọn VR này thay nào các hãng là hay điều căn chỉnh đến được ở giữa là tầm khoảng 250 240, nhưng đang VR đang vặn cao quá và nó đang không tiếp. Đây, như này là ở giữa này, đúng rồi, như này là ở giữa này. Đấy, ôi, về giữa vẫn là 280 này. Tiếp nữa tí nữa đi. Để tầm 250 thôi, không tí nữa căn chỉnh dòng ăn như nào đấy cho hợp lý các bạn ạ. Đấy, 220 đi, tí nữa tăng giảm sau nha. Vệ sinh qua cái cảm biến chân, cái phím cảm ứng đã, sau đó sẽ test lại. Các bạn nhìn hãng họ căn chỉnh này, cho cái lông đen này lưng nó lên cho nó gần sát mâm từ để nó ăn dòng các thứ đấy các bạn ạ. Ở đây chúng ta thấy là những chiếc bếp từ này dù bên ngoài rất là đẹp nhưng mà bên trong nó cũng chả chuẩn xác đâu, người ta vẫn căn chỉnh đây các bạn ạ. Cho xuống 8A thôi, thế là đẹp rồi các bạn ạ. Khi mình lắp cái bo công suất mình còn căn chỉnh cho nó sát gần với nhôm, với quạt hơn đấy các bạn ạ. Và bây giờ mình đang để ở 220 đấy nhá, mình vừa vặn như thế nhá, để xem công suất là bây giờ như nào nào. Như vậy là 8A đẹp luôn, từ vừa nãy là 8,6 hay 8,7A, bây giờ xuống 8A nhá. Đấy, cứ để như này đi, chạy cho nó sủi cái này xem có phản hồi lỗi nước gì không để mình sẽ xử lý luôn nhá. Các bạn chờ một chút cho nó sủi nước nhá. Khó nhìn mọi người, đây khó nhìn nhỉ. 7,94 chứ là 8A đấy, ở 200V 210. Thế do đó mà nếu mà nó lên đến 220, 230 có khi nó lên 1800W thật nhá các bạn nhá. PoW mà. Ui cốt phi. Con H20R 203 thì mình nhìn con vẻ con đấy có vẻ là cũng là con ok các bạn ạ, mình nhìn vào mắt đấy. Đá sủi nước đấy các bạn ạ. Con này mâm rất to nhưng mà mâm nhôm sao đấy các bạn ạ, cầm cái nhôm của nó ọc ẹp lắm. Nhôm nó mềm chứ không, nó không cứng. Rút ra luôn đi để cho nó đỡ nóng. Có lẽ là sẽ để như này và giả khách xem tình trạng ra sao. Mát lắm mọi người ạ, ok không sao cả, mình sẽ để như này nhá. Còn chả biết là do nó là bị đầu tiên nó bị gì, có khi là do cảm ứng không nhận không hoặc thế nào đấy thì thôi kệ nhá, sau sửa bảo hành sau. Mình chuyển sang một con nữa của nó, của các bạn này. Tiếp là con bếp Sun House, đấu khá nhiều rồi.
Còn này thì cắm cũng vẫn luôn lên điện, không bấm được các bạn ạ. Con này chỉ liệt phím thôi. Ở đây lại bấm hẹn giờ, liệt phím thôi, chắc là thay phím là được. Nhưng mà để xem tình trạng thật sự nó như thế nào. Đâu nữa nhỉ? Ui, cái lõi bên trong thay phím rồi này, nhưng không bấm được này các bạn. Lỗi led rồi các bạn ạ. Bạn ngon ăn này kiểu gì bạn cũng làm, nhưng mà bây giờ phím nó cứng đơ lại này, nó có bấm được nữa đâu. Người ta bấm chết cả phím luôn rồi các bạn ạ. Chết cả phím luôn rồi. Nhiều trường hợp nhá. Phím ok, thay phím ok không được nhưng nó do led nhá các bạn nhá. Do led 7 đoạn đấy các bạn ạ. Nên là phải kiểm tra. Cái thay phím đã được tính tiếp. Thay 3 cái phím rồi các bạn ạ. 3 phím này. Tắt bật, tăng giảm. Bấm được không? Đã bấm được nhưng mà quả đếch chạy. Hay không là không bấm được nữa mà. Chết cả quạt rồi. Chán đời. Này nó được tồn tại được bao lâu? Chắc là rất lâu rồi. Dỉ hết rồi. Dỉ chưa đứt được cái cốt kệ đi. Nhưng mà quạt chả quay. Tháo ra kiểm tra quạt các bạn ạ. Chúng ta thấy này, nó nung 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 này, có cụm bên trong này. Nó như là nó chạy nó rung này. Sửa ra, không sửa được phía mới thay. Ôi, cũng đã từng làm rồi này, đã từng tụt cụt vết chân. Các bạn có người sửa rồi. Quả này có người sửa rồi các bạn ạ. Đây. Đùa đâu, mình có đùa đâu các bạn. Có người sửa đây này. Mình lại sửa đây. Hỏng han, mình thay han. Mình có còn một vài con han nữa mà. Hàn lại con han và cái hai cái đầu ra cuộn dây thì lại chạy bình thường rồi các bạn ạ. Nhưng mà cái này nó nóng lắm. Cần phải xử lý. Đây, mẹo xử lý của mình nhá. Bằng dính này nó đích dính. Keo 74, có một ít keo 74 đây thì có ok nhưng mà đang hết rồi. Chặt lại các bạn ạ. Đấy, còn rời rơi. Không rơi ở đâu, quá chặt luôn. Băng dính bây giờ không phải tác dụng là băng dính nữa. Mà băng dính bây giờ nó là cái để giữ cho nó chặt. Làm phim dán cho mày kinh à các bạn. Đây là toàn cái đồ chắc là họ vứt lâu rồi. Không sửa được, họ vứt lâu rồi, để đi sửa. Cố gắng là đừng có hỏng cái gì khác à. Mình chỉ đang sửa những cái thứ mà đang hỏng thôi. Còn những cái khác thì mình không biết. Nên đôi khi về sửa xong lại hỏng cái khác này, phải bảo hành đấy các bạn ạ. Nên mình thích những cái vết sửa, những vết từ mà họ đang dùng thường xuyên. Họ đang dùng thường xuyên, họ hỏng ấy thì mình sửa đúng cái chỗ hỏng đấy là nó trở lại trạng thái bình thường. Rồi, xe có chạy không nhá. Cứ để đây đi. Cũng chả quay gì cả. À đấy, quay rồi. Ok. Đấy, chả quay thế chứ. Ngon.
xem nó còn hỏng cái gì nữa không. Chưa lắp hết ốc vào đâu, ốc mâm tử để test thử xem thế nào. Đấy, phát súng đấy. Bây giờ là cần kiểm tra dòng nhá. Mình cũng lựa lựa qua VR vặn vặn qua tra dầu nhớt rồi đấy, cũng chưa đo đâu, xem nó ăn dòng như nào nhá. Ui, tá mà rồi, kinh khủng không? Cao ấy, các bạn ạ. Con này nó không đến 7-8A như thế đâu, các bạn ạ. Con này nó chỉ khoảng hơn 7A một chút thôi. IGBT của nó chỉ là 15A thôi mà. Đây, khả năng là con VR đang không tiếp, dẫn tới là lội trở lên cao quá, cao nhất. Khả năng phải thay VR. Bạn thử cái đã, đây bạn chiều này xem nó ăn thấp không. Nó cũng có thể có khi nó ăn lên cao như thế thật đấy, sau đó một lúc sau nó tự nó giảm. Đấy, thấp rồi, như vậy nó khó tiếp. Súng 6-25A này. Tại sao mình lại nói là cái này nó không ăn cao đến hơn 8A thế được? Bởi vì bản chất là cái mâm từ này nó quá bé các bạn ạ. Và nó chạy con F con IGBT có 15A thôi. Mọi người nhá. Do đó mà nó không phải ăn cao đấy đâu, nó chỉ ăn đến tận hơn 7A một chút là tốt lắm rồi. Thì nó mới tồn tại được lâu được. Còn chúng ta muốn nó công suất nó lớn hơn thì chúng ta phải tăng IGBT nó lên. Tăng cầu chỉnh niu nó lên các bạn ạ. Để thế này cho nó bền các bạn nhé, 7A. Ok, ba con ok nhá, ba con với đơn nhá. Con san hao kia mình cất rồi, tiếp theo con san hao này, con san hao này hôm nọ mình đã tháo ra rồi nhưng hôm đấy là dính cho trời mưa mà nó quá là bẩn thỉu nên mình không làm. Hôm nay mình quyết định mình sẽ làm nó, chúng ta sẽ nhìn phân rán nó sẽ dã man như nào nhá. Và bây giờ mình bắt đầu mình sẽ đi vệ sinh nó, bởi hôm nay hôm nọ tháo ra nó ướt, nó ẩm ướt kinh khủng đấy, bởi hôm vừa rồi nó mưa, mình có tháo ra hôm rồi mưa. Và mình hôm đấy mình có tháo được một con bếp từ Kangaroo, vỏ ngoài quá đẹp luôn nhưng bên trong thì nó bẩn thỉu và nó có hàng tá con rán và phân rán hàng vốc. Nên là mình có quay đoạn video đấy để mình hôm đấy mình đi ra trời mưa mình giết rán đấy các bạn ạ. Các bạn xem đoạn sau nhé, cái đoạn sau của cái đoạn này này mình sẽ gộp, mình hôm nào mình có quay mình có để trên trong PC của mình. Bây giờ mình sẽ gộp lại cho chúng ta tham khảo là những chiếc bếp từ nó kinh khủng như nào. Đây con này thì hôm nọ nó ẩm lắm, bây giờ thì nó đã khô nắng, mình vứt ra nắng kia nó đã khô rồi. Bây giờ mình đi vệ sinh và mình xử lý cái bọc bếp này. Cái bếp này thì nói giống hệt như con kia các bạn ạ, y như con đấy nhưng phần dán kính lắm. Cố gắng xử lý cho người ta đỡ vứt bỏ phí. Những cái người như này, những cái người khách hàng như này đa số mình xưa mình sửa xong mình bảo họ ấy là về dùng thì bỏ ra, còn không dùng thì lau sạch nó đi rồi đút vào túi ni lông buộc kín nó lại. Vừa bảo quản được là do ẩm thấp không sao, rồi là do bảo quản được là dán nó không nằm tổ bên trong nó như thế này. Thế này mình bật điện lên cho mọi người nhìn, nó kinh khủng lắm mọi người ạ. Đấy, chúng ta sẽ nhìn một chiếc bếp từ này. Nó dã man như nào. Cái nhựa này thì mình cứ kệ thôi, mình cứ vệ sinh sạch đấy, nào sạch thôi. Mình đa số mình sẽ vệ sinh ở trên mê nó thôi các bạn ạ, để mình sửa mê thôi mà. Cái con Kangaroo kia mới kinh, rán phải nói là bây giờ nhà mình quá nhiều rán, bởi vì là rán khắp nơi ở trong thiết bị đồ điện của người ta đem đến nhà mình, đưa đến nhà mình, nên đồ này bây giờ mình thấy rán mình toàn để bên ngoài. Nhà mình có cái cửa kính là đóng kín nó lại thì rán nó không vào được luôn, nhưng mà kiểu gì chúng nó cũng giúp vào được nhà. Thấy trong nhà, trong bếp thì bắt đầu thấy có rán rồi. Hôm nào lại rắc thuốc diệt rán, vẫn còn một vài gói nữa. Xem nó có hết được rán không. Xem con này nó thiết kế ở phía dưới này nó có kín không, không phải rán đầy dưới không. Không kín rồi. Cũng sạch đẹp mà. Dã man quá nhé. Các bạn xem cái đoạn video mình giết rán trời mưa nhá. Cái bếp từ này mình cho lên bàn làm việc của mình để mình tháo nó ra mình sửa ấy, thì rán nó chạy ra đây nhà mình luôn các bạn ạ. Đây phần rán này mình đem ra ngoài này để mình sẽ mở nó ra để cho rán nó chạy ra đây chứ đấy vào nhà mình. Bếp thì chưa tháo là bao giờ, khách bếp trong túi ni lông các bạn ạ, nên là mình bỏ túi ni lông ra, nên là cứ rán nó cứ từ trong này nó cứ chạy ra. Con rán con ấy chỉ biết là có mấy con này, còn đâu mấy con nó chạy vào trong nhà mình rồi, nên là nhà mình vẫn tự dưng là có đầy rán luôn các bạn.
Điện rất đẹp luôn, nhưng nhà khách chắc cực kỳ nhiều dán. À, xe nó có chạy ra nhá. Chúng ta nhìn phần dán này. Ôi, chỉ biết được một con thôi. Bây giờ phải làm quả nhiều lắm mọi người ạ. Dán to nó thành một. Ôi, nó lại rút vào. Ôi dồi ôi, nhiều dã man. Cá rắn nhỏ luôn các bạn ạ. Mình chưa hiểu sao mình còn con ốc nào nữa mà mình chưa bóc ra được. Ôi dồi ôi, thế này thì mình phải đem ra ngoài đường rồi các bạn ạ. Đây mình sẽ quay camera ra ngoài đường cho mọi người xem nhé. Chúng ta thấy ghê gớm kinh khủng không? Này liệu có sửa không các bạn? Sẽ mất rất nhiều thời gian mới làm được nó các bạn. Bếp bên ngoài quá đẹp. Bên trong này cứ dã man. Thôi con này cứ tạm để đây đã. Để hôm nào trời nắng mình sẽ làm, mình làm hai con kia đã. Các bạn thấy ghê gớm chưa? Đây mình vừa đi vệ sinh qua con này được. Thì con này thì khách có nói là cắm điện vào điện nhưng mà không nấu được, không bật được. Nên do đó mình sẽ phải xử lý cái này thôi. Còn phía dưới thì nó đẹp hơn cái con vừa nãy. Con vừa nãy nó còn dỉ. Con này thì còn đẹp hơn các bạn ạ. Con này nhìn có vẻ là chưa dỉ nhiều đâu. Săn hào đấy các bạn ạ. Sử dụng là 531 kích con IGBT 15 là FGA 15N120. Đấy mà nó chạy đến 8A thì chết toi các bạn ạ. Nó là phím bấm thì cũng không ngại lắm. Bằng cảm ứng. Cảm ứng như này thì phím dẫn điện hết rồi. Phím xịn của nó ngày xưa mới của nó sẽ màu như này này. Nhưng mà lâu lắm quá thì phân rán nó ngấm vào bên trong ấy. Nó kiểu như là tờ giấy trắng đã bị ố vàng khi bị nước đục, nước bẩn ngấm vào ấy. Thì không bao giờ thành trắng được nữa. Đó, rửa sạch, không bao giờ vừa ra nắng phơi khô, không phải sấy. Ngồi nhà nghe nhạc tầm 5 phút nên nó khô rồi, các bạn nhé. Cho nhạc nó đi không thì nó lại đánh bản quyền đấy các bạn ạ. Tầm quả quá 10 giây là nó. Mà báo vi phạm bài hát. Nó chả đánh sập kênh đâu mà nó yêu cầu mình cắt bỏ cái đoạn đấy đi các bạn ạ. Nhiều lần lắm mình cứ nghe thử âm ly là hay bị dính. Nên mình rút kinh nghiệm. Đến nỗi mà ngày xưa mình làm một video mình sửa TV Sony bị lỗi chế độ demo ấy, nó tự thực hiện cái quảng cáo của hãng Sony ấy. Thế là sửa xong rồi nó cứ quay cái màn hình khi sửa xong ấy, là cuối cùng cái kênh VTV3 đấy nó đang chiếu một cái bộ phim, lúc đấy là lúc 9 giờ sáng. Nó chiếu bộ phim nên là trong cái video của mình có những cái phút mà nó dính phải cái bộ phim đấy. Thế là nó báo vi phạm bản quyền cái nội dung cái đoạn video ở trong cái phim đấy, là tức là cái phim đấy người ta đã đăng ký bản quyền trên các công không gian mạng đấy các bạn ạ. Dã man lắm mọi người. Thay thôi, thay hết các phím nha. Con này tụ này đứt chân thay chân thôi là ok thôi. Đã thay hết các phím nhá. Nó có một số phím thì cái bọn này nó lại dùng cái cầu di trên phím, tức là dùng chính phím để dẫn điện sang cho cái đường khác các bạn ạ.
nên bắt buộc chúng ta phải thay hết, không thì chúng ta phải nối tắt. Như thế này thì on up ở đâu? On ở đây nhỉ. Đó, đã lên nhá. On này, con này chỉ hiển thị 1800 thôi. Ok, quạt con chạy. Mình cũng đã cho một ít dầu nhớt vào quạt này, VR này các bạn ạ. Để xem nó cho nó ok. Ở đấy, còn cái này nữa này. Quên không cho này. Cho này nó bền hơn hẳn. Mình mới đầu mình cứ tưởng cái phím này của mình là phím bằng sắt được, hóa ra nó là bằng chân đồng, nhưng cái nó lại bền các bạn ạ. Này, ở giữa này không có cái ấy nào. Cái ốc nào, nó chỉ có bốn con ốc bốn sườn này, đấy nhá, là phải ở giữa nó có nữa để ấn cho nó đỡ bị tụt xuống. Biết là cái những cái vết từ này khách mua mấy trăm nghìn nhỉ? Chắc vài trăm đấy các bạn nhỉ? Chắc phải 500-600 này, mình đoán thế. Đấy, bật nổi đấy. Thằng Sana này được cái là mâm đồng các bạn ạ. Mâm tuy nó bé nhưng nó là mâm đồng. Nào xem thế nào nhá. Đấy, đây di bản của nó chỉ thế này thôi các bạn ạ. FGA 15L120 chỉ thế thôi mà. Ok. Con này chỉ lỗi phím thôi, do phần dán quá nhiều thôi các bạn ạ. Thôi, mình cũng sẽ kết thúc video nhá. Chúc mọi người xem video vui vẻ nhá. Chào tất cả các bạn.